Hằng bất ngờ đáp trả dư luận hậu đại cuộc The Face 2018, khiến ai cũng ngỡ ngàng. Khép lại The Face 2018 với kết quả chung cuộc gây nhiều tranh cãi trong dư luận, các huấn luyện viên đã có những chia sẻ rõ ràng về quan điểm của bản thân. Mới đây, ca sĩ Minh Hằng cũng nhẹ nhàng đáp trả lại dư luận sau chung kết The Face. Theo đó, Minh Hằng khẳng định rằng, đừng trộn lẫn tính cách và thái độ của tôi, vì cá tính của tôi là tôi và thái độ của tôi tùy thuộc vào bạn. Chia sẻ này đã nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ từ bạn bè và người hâm mộ nữ ca sĩ sinh năm 1987. Ngay từ khi khởi động, The Face 2018 đã thu hút được sự chú ý và quan tâm đặc biệt của đông đảo dư luận. Tuy nhiên, càng về sau, chương trình càng mờ nhạt, thậm chí đêm chung kết cũng bị chê kịch bản dài lê thê, thiếu lời cuốn. Đăng quang quán quân, nhưng Mạc Trung Kiên không nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng, bởi suốt chặng đường thi, anh khá mờ nhạt và phong độ lại không ổn định. Trước những ý kiến của khán giả về kết quả quán quân cũng như những sự tiếc nuối dành cho Á quân Trâm Anh, nữ ca sĩ chia sẻ rằng, tôi chỉ muốn nói một câu, thắng làm vua, thua không phân bua. Mình đã bước vào cuộc chơi thì phải chấp nhận. Đôi khi cuộc sống này không bao giờ có sự công bằng, nhưng mình vẫn phải chấp nhận thôi. Về phần thể hiện thì tôi vẫn thấy hai thí sinh nữ có phần nhỉnh hơn. Mạc Trung Kiên là chàng trai có nụ cười rất dễ thương, đáng yêu, nhưng trong đêm chung kết lại không có điểm nhấn gì cả, ngoài việc đi ra, đi vào nhiều lần hơn hai bạn nữ. Có thể do bạn ấy là thí sinh nam duy nhất trong số nhiều gương mặt người mẫu nữ. Với Minh Hằng, ngay từ khi The Face công bố huấn luyện viên, cô đã vấp phải ý kiến trái chiều từ dư luận bởi khả năng chuyên môn trong ngành người mẫu còn non nớt và không thể sánh với Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến. Tuy nhiên, suốt cuộc thi, Minh Hằng đã thể hiện sự ham học hỏi, sự dày dặn và trưởng thành hơn trong phong cách lẫn việc hướng dẫn các thí sinh trong đội của mình. Mạc Trung Kiên lỡ miệng tiết lộ biết đề thi trước chung kết, Thanh Hằng lên tiếng đáp trả thế này đây. Vào tối ngày 30 tháng 12, đêm chung kết The Face Việt Nam, gương mặt người mẫu 2018 đã chính thức diễn ra với sự tranh tài của top 3, Mạc Trung Kiên team Thanh Hằng, Trâm Anh team Minh Hằng và Quỳnh Anh team Võ Hoàng Yến. Sau màn Final Work, top 3 tiếp tục phải quay quảng cáo ngay tại sân khấu với nhiều góc độ khác nhau. Ngay cả ba huấn luyện viên cũng khá hoang mang với phần thi được đánh giá cực khó này nên phải hỏi đi hỏi lại. Mỗi huấn luyện viên chỉ có 2 lần ghi hình cho thử thách này. Một lần là thực hiện với huấn luyện viên, lần còn lại phải thực hiện một mình và không được sự hỗ trợ của ai. Thanh Hằng chơi chiêu quyết định chỉ hướng dẫn khá sơ sài cho Mạc Trung Kiên, nhưng cho đến khi thí sinh tự thực hiện một mình, Mạc Trung Kiên đã hóa thân thành một ngôi sao, có hẳn người hâm mộ đến xin chữ ký. Tiết mục của Thanh Hằng gây bất ngờ vì sự dàn dựng sáng tạo hơn hẳn hai team còn lại. Trước đó, cô còn bày tỏ mong muốn được dàn dựng lại góc quay, đường dây của phần thi đến ban tổ chức. Chia sẻ điều này, tân quán quân Mạc Trung Kiên cho biết, tối hôm trước chung kết thì cả ba thí sinh đã biết được đề bài và ngay sau đó, huấn luyện viên Thanh Hằng đã lên ý tưởng để tập luyện cùng học trò. Ngay sau đó, Thanh Hằng cũng đã có một buổi trả lời phỏng vấn với chúng tôi và thừa nhận, thường thì các đêm chung kết, thí sinh mới biết đề thi ngay trên sân khấu. Tuy nhiên, đối với chung kết The Face Việt Nam 2018 thì chúng tôi biết được đề thi vào tối khuya ngày hôm qua. Vấn đề là một ngôi sao xuất hiện trên thảm đỏ, là đàn ông, tôi không muốn thí sinh múa máy gì. Tôi cần Mạc Trung Kiên thể hiện đúng tinh thần mạnh mẽ của một người đàn ông bên cạnh những paparazzi và những người hâm mộ. Nên tôi đã nghĩ ra sự xuất hiện của một nhân vật hỗ trợ là fan hâm mộ để thử thách hấp dẫn hơn. Tôi xin nói thêm là chúng tôi chưa hề có sự tập luyện nào với Adam Lâm, tất cả diễn ra trên sân khấu là đầu tiên. Nhiều ý kiến cho rằng chiến thắng của huấn luyện viên Thanh Hằng là điều dễ đoán, bởi từ đầu Thanh Hằng ngồi ghế nóng được cho là xem chị đại của The Face. Thanh Hằng thắng hay Thanh Hằng thua đều do người ta nói. Hôm nay nếu ai quan sát kỹ thì Mạc Trung Kiên đã lột xác thực sự. Bản thân tôi cũng quá xúc động với những gì học trò của mình đã làm được. Khi nghe kết quả chiến thắng tôi còn không nghĩ là như vậy. Đối với học trò của tôi luôn hướng cho các em sự trải nghiệm khi đến với cuộc thi hơn là việc thắng thua. Tôi muốn các học trò của mình khi ra đời, sự nghiệp sẽ thăng hoa hơn. Không ít khán giả cho rằng Mạc Trung Kiên nhạt đều qua các tập phát sóng, chung kết cũng chưa nổi bật hơn hai thí sinh nữ Quỳnh Anh và Trâm Anh. Người có tâm, có tầm thì phải nhìn xa, chứ không chỉ nhìn gần trước mắt. Mạc Trung Kiên cần có thời gian để mài dũa. Chúng ta nên vui vì hiện tại em ấy còn nhiều thiếu sót, nhưng ngày càng em ấy chứng minh cho mọi người thấy sự khác biệt và thay đổi của Kiên mới là câu trả lời cho ai xứng đáng hơn. Hết cuộc thi The Face, nhưng khán giả cả nước vẫn chưa thông suốt và hiểu rõ về hai từ đại cuộc của huấn luyện viên Thanh Hằng. Tôi không biết mọi người định nghĩa như thế nào, nhưng với tôi, đại cuộc đơn giản là nghĩ cho chương trình và tìm nhân tố mới còn thiếu sót nhiều. Nhưng qua một thời gian họ chứng minh được thực lực. Đó chính là đại cuộc của tôi giữ lại màu sắc mới. Ngựa hay sẽ biết đường dài.
Tôi không bên hay khen Trung Kiên, nhưng showbiz Việt đang thiếu những gương mặt cuốn hút, nam tính như Kiên. Nhưng tôi cũng dặn Trung Kiên luôn, hôm nay vui thôi, đừng vui quá em nhé. Võ Hạc Yến lên tiếng về việc bị Thanh Hằng hủy kết bạn trên trang cá nhân. Rắc rối rồi đây. Và tối ngày 30 tháng 12, đêm chung kết cuộc thi The Face Việt Nam, gương mặt người mẫu 2018 đã chính thức diễn ra với sự tranh tài của top 3, mặt Trung Kiên team Thanh Hằng, Trâm Anh team Minh Hằng và Quỳnh Anh team Võ Hạc Yến. Sau hai màn trình diễn Final Work và thử thách quay TVC trực tiếp trên sân khấu, giây phút công bố người chiến thắng cuối cùng cũng đến. Host Nam Trung thay mặt ekip công bố quán quân của chương trình chính là mặt Trung Kiên team Thanh Hằng. Đây là kết quả hoàn toàn bất ngờ, bởi trước chung kết Trung Kiên bị đánh giá yếu hơn hai đối thủ, gần như không có cửa cạnh tranh danh hiệu quán quân với hai nữ thí sinh Quỳnh Anh và Trâm Anh. Trong đó, team Võ Hạc Yến khiến khán giả tiếc nuối nhất khi thí sinh Quỳnh Anh đã có phần thể hiện được cho là tốt nhất trong top 3 đêm chung kết. Dù khá mệt sau đêm chung kết, sau khi kết thúc muộn, nhưng huấn luyện viên Võ Hạc Yến vẫn nán lại sau cánh gà để trò chuyện cùng cánh phóng viên. Nói về lý do không có mặt trong tập 12 của The Face, điều mà host Nam Trung đã xoáy sâu khiến huấn luyện viên Võ Hạc Yến trong đêm chung kết. Cô phản pháo chuyện bỏ rơi thí sinh. Thực chất do việc lo liệu giấy tờ cá nhân không kịp, bởi còn phải mời luật sư và Yến không thể nào đặt cuộc hẹn trễ hơn được nữa vì phải mất tới một năm. Dám chơi dám chịu. Còn có lẽ nếu tôi có mặt trong tập ghi hình 12 tại đất nước Israel thì quán quân sẽ dành về team tôi. Như mọi người cũng thấy, tôi phải hứng chịu gạch đá rất nhiều. Nhưng dù sao đi chăng nữa, cả hai đều xứng đáng. Quỳnh Anh quá xứng đáng với kỳ vọng của mọi người. Tôi tưởng bạn ấy sẽ không thể hiện được trong đêm chung kết, nhưng hoàn toàn ngược lại. Bạn ấy đã chiến thắng trong lòng khán giả. Thẳng thắn thừa nhận chuyện ưu ái Tuấn Kiệt hơn Quỳnh Anh, Võ Hạc Yến đã rất hổ thẹn vì quyết định loại đi Tuấn Kiệt. Nữ sư mẫu chia sẻ, việc Tuấn Kiệt không góp mặt trong top 3 chung cuộc là do cô bị phạt khi không đi Israel cùng chương trình. Chia sẻ về việc huấn luyện viên Thanh Hằng xóa kết bạn với nhau trên Facebook Võ Hạc Yến, cô thẳng thắn cho biết, tôi không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra, tôi và chị Thanh Hằng không hề có mâu thuẫn hay gây lộn gì cả. Một ngày đẹp trời nhìn thấy chị Thanh Hằng không còn bạn bè trên Facebook với tôi nữa. Trước thắc mắc của nhiều khán giả thắc mắc về việc Minh Hằng, Võ Hạc Yến không nên chúc mừng và chụp hình với quán quân mặt Trung Kiên. Rõ ràng ai cũng nhìn thấy tôi đứng dưới và chả có ai rủ lên phía trên nên đâu dám lên. Nếu mà lên phía trên thì bị nói chen lấn, còn đứng dưới thì bị nói này nọ. Đứng đợi mọi người kêu lên mỏi chân muốn chết nè. Còn việc nhà thiết kế Công Trí có tình bạn, tình đồng nghiệp thân thiết nhiều năm với Thanh Hằng nên có kết quả có chút thiên vị, Võ Hạc Yến xin phép không dám bình luận thêm. Tuy nhiên cô bày tỏ suy nghĩ, đêm chung kết hôm nay thẳng thắn mà nói tôi sẽ cho Quỳnh Anh nổi bật hơn mặt Trung Kiên. Bên cạnh đó, nàng siêu mẫu còn tỏ ra bất ngờ và khá ngơ ngác khi không biết chương trình đã cắt sóng trên đài VTV. Dù không trả lời trực tiếp về câu hỏi chương trình dạy lê thê, nhưng cô cho biết 12 tập ghi hình nên đêm chung kết The Face, huấn luyện viên muốn được chia sẻ nhiều hơn để khán giả hiểu hơn, dẫn đến việc quá thời lượng và cắt sóng là điều khó tránh khỏi. Nhiều người tỏ ra khá bất ngờ trước câu trả lời của Võ Hạc Yến trước thông tin bị Thanh Hằng hủy kết bạn trên Facebook. Bạn nghĩ lý do nào dẫn đến việc này? Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng bất ngờ thân thiết đến kỳ lạ sau chiến thắng gây tranh cãi tại The Face. Không thể phủ nhận sức hút của đôi bạn thân Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng trong showbiz Việt ở hiện tại. Cả hai đều là những ngôi sao tiếng tăm trong làng giải trí Việt mà rất nhiều người mơ ước. Mới đây, người hâm mộ của cặp đôi vô cùng thích thú khi thấy trên trang cá nhân của Hà Hồ, Thanh Hằng cùng chia sẻ hình ảnh cả hai vui vẻ hội ngộ sau khoảng thời gian bận rộn công việc riêng. Trong thời gian qua, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng vướng nghi án cạch mặt nhau dù họ đã lên tiếng phủ nhận. Nguyên nhân xuất phát từ việc ca sĩ Minh Hằng lên tiếng tố Hồ Ngọc Hà chèn ép cô phải rời khỏi ghế nóng The Face Việt Nam 2017. Theo lời kể của nữ ca sĩ này, thì Thanh Hằng chính là người đề cử cô vào ghế nóng. Từ đây dấy lên tin đồn Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà nghỉ chơi sau nhiều năm thân thiết. Trong ảnh, hai ngôi sao nổi tiếng tạo dáng nhí nhảnh bên nhau. Nhiều người hâm mộ cho rằng có lẽ đây là bữa tiệc chúc mừng huấn luyện viên Thanh Hằng chiến thắng tại The Face 2018. Đặc biệt gây chú ý không kém trong các bức hình là sự xuất hiện của Kim Lý. Kể từ khi công khai mối quan hệ tình cảm với Hà Hồ, Kim Lý thường xuyên cùng người yêu có mặt tại các buổi gặp gỡ bạn bè của cả hai. Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng là cặp bạn thân hiếm hoi của showbiz khi có cùng xuất phát điểm là người mẫu. Tuy mỗi người sẽ một hướng riêng nhưng đều gặt hái thành công. Sau những tin đồn cả hai rạn nứt tình bạn đẹp vì những mâu thuẫn, thì khán giả nhẹ nhõm khi thấy hình ảnh cả hai tay trong tay tình cảm như thế này.